nó không hiển thị bất kỳ cái lỗi gì trên hết. Hiện tại xe đang nổ máy mà không có lỗi, nhưng nó có một cái triệu chứng là khi mình vô số và mình tăng tốc, mà nói chung là nó cái việc mà tăng tốc nó rất là kém, mình đạp ga nhưng mà máy nó rất là y. Thì bây giờ em sẽ thử đạp ga và mọi người cũng theo dõi cái việc mà qua số và cái tốc độ nó sẽ lên rất là chậm. Và cái cảm giác nó không có cái gọi là cái sự tăng tốc trong đó. Thì bây giờ em sẽ đọc cái lỗi và mọi người cùng theo dõi nè. Trên đồng hồ sẽ không có lỗi gì hết. Thì em đã kết nối máy chẩn đoán sinh tri đây. Thì hiện tại là cái hộp N3-10 này nó có báo lỗi này. Thì bây giờ mình vô mình xem xét. Mặc dù nó báo lỗi nhưng mà trên đồng hồ nó không có lỗi nha. Như mọi người thấy là nó báo lỗi nha. B029921 The Progressor of Turbo Charger 1 E-Toulon. Thì đang báo lỗi là liên quan đến cái turbo của mình. Và cái người và mình cái cảm giác mình lái là nó không bốc như bình thường. Lên ga chậm hơn so với bình thường. Thì trước khi mà mình đi xe xem xét lỗi này thì mình coi qua một vài data đó, liên quan đến việc mà turbo. Đây mình mua cái boost ratio này. Bây giờ off cái AC đi. Rồi, cái menu. Thì đây là tất cả cảm biến mà nó ghi nhận lại cái việc mà turbo của mình. Thì mọi người cùng theo dõi em lên ga và đạp ga này. Theo như data này thì mọi người có ý kiến gì về cái lỗi này không? Cùng theo dõi cái ban này nha. Em sẽ đi từ lý thuyết đến khi mà mình phích lỗi. Rồi, thì trước khi mình tiến hành kiểm tra cái lỗi này như thế nào thì mình đi vào cái lý thuyết cái điều khiển turbo này một xíu. Thì đây là cái sơ đồ tổng quan về cái việc mà được từ cái đường gió nạp, từ cái bầu lọc, cái lọc bụi sau đó sao đi theo cái đường ống màu xanh dương này vào cái turbo và được cái gì? Cái như là hồng xả ra, khí xả sẽ qua cái turbo và sau đó sẽ tạo ra được cái áp cao loại màu đỏ này, nó đi qua cái giải nhiệt gió nằm trước cái cản xe của mình. Rồi sau đó nó sẽ vô cái hồng ga và đi vô cái cổ gió vào động cơ. Thì đây là tổng quan về cái xe đồ mà cái gọi là hệ thống khí nạp của mình qua turbo. Thì turbo nó sẽ bao gồm cái gì? Đây là cái đường gió, đường khí xả ra này, thì turbo mình đây. Thì cái đường này sẽ là đường vô cái giải nhiệt gió, sau đó nó vô cái hồng ga và vô cái máy của mình. Thì trên cái turbo này sẽ có hai cái gọi là cơ cấu để điều khiển. Đó là một là cái 50-1 này, là cái cánh mở cái cánh gió này. Có nghĩa là nó sẽ giảm bớt cái lưu lượng, thay vì nó tập trung toàn bộ vào cái cánh tuabin thì nó sẽ cái cánh này nó sẽ mở, nó là giảm bớt cái lượng khí xả ra đường này. Rồi đường thứ hai là cái đường của cái bên cái hồng cái đường đi ra của cái khí turbo. Sau khi anh nén xong thì cái E101 này nó sẽ làm việc khi mà sao đóng cái khi mà búng mình tăng tốc và mình thả chân ga ra đột ngột thì sao cái khí cái lực nó sẽ dội lại, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái cánh turbo của mình, thì sao cái E101 này nó sẽ làm việc để mở cái đường gió ra. Thì nhìn sơ đồ đây mình sẽ rõ thì E101 nó sẽ là giảm bớt cái lực này, cái lực nó sẽ tránh tác động trực tiếp vào cái turbo, cái cánh turbo này ha, thì nó sẽ quay lại cái đường nạp mà nó đi tuần hoàn lại ha. Thì đây là cái đơn sơ đồ, nó sẽ dựa vào cái gì, lực hút chân không từ cái gì của cái bơm chân không này, của một là bơm chân không, sau đó là sao nó thông qua đường ống này, thông qua một cái con solenoid để nó gì thông hai cái đường này với nhau. Khi mà làm việc thì sao nó sẽ hai đường này sẽ hút và nó tạo ra chân không và điều khiển cái cánh ở trong này, cánh trong cái turbo này. Thì đây là cái nguyên lý của cái làm việc của turbo. Còn cái E101 hồn 101 này nó chỉ làm việc khi nào đạp ga và thả ra đột ngột ra, cái này nó mới làm việc thôi. Thì cái hiện tượng của mình là sao đạp ga không lên thì nó sẽ hầu như nó sẽ liên quan đến turbo này. Rồi cái việc điều khiển turbo nó như thế nào, quay lại sơ đồ với một xíu. Thì đây là cái việc mà họ động cơ nó sẽ khiển ra cái con mà E31-5 này, cái con solenoid mà để làm việc mà đóng cái để điều khiển cái dù trên cái turbo. Thì cái con này nó sẽ được họ động cơ khiển. Bây giờ triệu chứng là sao? Turbo nó tăng tốc rất là kém, thì khả năng có thể là gì hư turbo hoặc
solenoid này nó không làm việc, hộp không chuyển ra. À, có thể là cái hệ thống hơi này nó không kín ví dụ vậy. Thì đó là những nguyên nhân có thể gây ra cái hiện tượng là xe mình không tăng tốc được, tăng tốc rất là kém. Thì bây giờ mình cũng sẽ kiểm tra lần lượt từng cái cơ cấu mà nó ảnh hưởng đến việc mà cái turbo này. Đây là bên trong cái turbo thì mọi người có thể kiểm tra cái cánh 50-1. Thì phần cơ khí mình có thể kiểm tra một cách dễ dàng với cái việc cơ cấu cái cánh 50-1 này và cái bầu này 50-2 này và cơ cấu kéo đó, mình có thể kiểm tra nó có bị gì không. Thì rất là dễ dàng cái việc kiểm tra này. Thì phần tiếp theo là mình sẽ đi kiểm tra cái con solenoid này. Thì mình sẽ có những cái gì, thì đây là hai đường ống gió này, hai đường ống gió để mà như sơ đồ khố mà em đã trình bày lý thuyết. Thì mình có thể kiểm tra điện trở, rồi điện áp và cái xung quanh điều khiển từ hộp cơ nó sẽ có khiển hay không. Rồi bây giờ mình tiến hành kiểm tra cái con solenoid này. Thôi bây giờ em sẽ dùng cái đồng hồ VM để đo cái điện trở của nó. Thì như tài liệu chuẩn thì nó sẽ khoảng từ 9V ở 9 ohm đến 13 ohm thì mình thấy là nằm trong chuẩn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đo điện áp. Thì muốn đo được điện áp thì mình phải sao? Bật cái chìa khóa lên. Ơn cắt lên. Rồi mình xem xét coi, nó có nguồn này là nguồn sau chìa khóa. Bật qua thang đo VM. Bật qua thang đo volt. Mình thấy không? 11.77 đúng không? Thì có điện áp tới. Bây giờ mình tiến hành kiểm tra đo xung có hộp có điều khiển hay không. Thì mình thấy trên cái xung mình thấy có sao? Có cái màn hình đo xung là mình thấy có xung khiển từ hộp ra đúng không? Thì bây giờ vấn đề nó không phải là nằm ở van solenoid nữa. Thì bây giờ mình đi kiểm tra cái hệ thống trên không nó có cái đường ống nó có kín hay không. Thì cái việc điều khiển nó đã ok rồi đó. Bây giờ còn lại là cái phần trên không thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra cái đường ống hơi nó có kín hay không. Thì đây là cái ống hơi nó vô cái dù điều khiển turbo của mình. Thì cái cơ cấu này sẽ thông qua cái dù nó sẽ cái đường ống hơi này sẽ hút qua cái đường ống này, nó sẽ qua cái con van solenoid này, nó sẽ điều khiển ống mở hai đường này thông và một đường còn lại nó sẽ đi vào cái cổ gió mình đây. Thì mình nhìn thấy là cái đường ống nó bị xúc ra nè. Đường ống bị xúc ra thì bây giờ mình sẽ tiến hành sửa chữa cái lỗi này và mình xem xét lại coi nó có bị còn hiện tượng như ban đầu hay không. Rồi sau khi mình đã tiến hành sửa chữa cái ống hơi lại trong cái hệ thống chân không điều khiển cái van turbo thì bây giờ mình vô lại cái hộp động cơ này. Thì với máy chuyên hãng mình có thể gọi là test theo cái hướng dẫn của cái máy chuyên hãng hoặc mình có thể đi từ lý thuyết. Thì em có một video nói về cái việc mà test về cái quy trình test cái van này, mọi người có thể theo dõi trên kênh YouTube. Thì mình có thể ví dụ như mình có thể test theo này. Thì nó bắt mình kiểm tra rồi vị trí cái van này nằm ở đây, Y31-5 là cái van điều khiển turbo của mình ạ. Rồi continue, rồi bắt mình nổ máy và chờ khoảng 10 giây đến 180 và cái xung này nó cái xung BWM mà nãy mình vừa đo xong là nó sẽ nằm trong khoảng từ 87 đến 100%. Thì nó sẽ là trả lời yes no thôi. Thì lúc đó mình nổ máy lên. Thì cái đó em có một video mọi người cũng theo dõi trên cái kênh YouTube. Thì sau khi mình đã sửa chữa cái ống hơi thì mình xóa lỗi và mình cùng theo dõi lại cái triệu chứng nó còn hay không. Rồi ok, hết lỗi. Và bây giờ mình thử lại, mình xem lại cái giá trị áp suất coi nó có khác biệt gì không lúc mà so với lúc mà nó bị xúc cái ống hơi đó. Rồi boost pressure, nổ máy, continue. Thì bây giờ mọi người cùng theo dõi cái việc em tăng tốc coi nó có khác biệt gì so với ngày hôm qua không. Rồi bây giờ tăng tốc này. Thì mình thấy sao cái tua ma cái vận tốc của xe cái bên phía bên đây nó sẽ lên nhanh hơn đúng không, nhanh hơn so với ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua nó cứ y khoảng cỡ 60 nó không lên được nữa. Thì đó là cái triệu chứng mà khi mà
xe trên đồng hồ nó không báo lỗi, nhưng mình khi mình cảm mình chạy ở tua cao mình muốn tăng tốc thì cái việc đó nó rất hạn chế. Thì mọi người cùng theo dõi cả trên cái phần mềm Sentry, những cái giá trị data đó nó sẽ chuẩn khi mà nó khi mà làm việc chuẩn thì nó sẽ là như vậy. Còn nó có 3 con app. Cái ban nó chỉ vậy thôi, nó sẽ liên quan đến cái việc mà đường ống hơi nó không có kính. Thì mọi người có thể xem một cái video khác để nói về cái nguyên lý điều khiển turbo này trên YouTube. Rồi, xin chào mọi người.